Đây là bộ phim LGBT quyền, chó quyền, dân chủ quyền, đi đường quyền và tôi chỉ có một ước mơ là video này không bị đánh bản quyền. Nó được mang đến cho bạn bởi content lười, giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát, chích nhau. Để chúng tôi tổng hợp và cập nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. một giờ sáng, bác sĩ tâm lý Evelyn được cảnh sát gọi tới để xử lý một ca khó, cay phết đấy, nhưng vẫn phải đi. Evelyn bế đứa con sang cho mẹ trông, còn mình thì lên đồ tới đồn cảnh sát. Trong phòng giam là một người đàn ông ăn mặc như phụ nữ. Anh ta tên là Đắc, bảo mình thích cosplay tại vì nó làm anh quên đi bản thân và quá khứ. Và chúng ta đến luôn với quá khứ của Đắc. Gia đình anh sùng đạo và nuôi rất nhiều chó, không phải để đi đá bóng mà bố anh thường bỏ đói chúng vài ngày trước khi cho chúng tham gia vào các trận trọi chó. Bố của Đắc là một người rất kỷ luật, sáng điều ánh chó, chiều điều ánh con, tối về nhà thì ánh vợ mẹ của đắc là một người đam mê âm nhạc khoảng thời gian vui nhất ở căn nhà là khi đắc thấy mẹ vừa nấu ăn vừa nhún nhảy trong căn bếp đến một ngày anh trai của đắc nhìn thấy cậu lén cho chó ăn và kể cho bố ngay trên bàn ăn hôm đó đắc đã tuyên bố mình yêu chó hơn gia đình thế là lão già để anh xung vầy với gia đình mới bằng cách cho anh tham gia thử thách sống trong chuồng chó suốt phần đời còn lại chẳng bao lâu sau mẹ của đắc có thai bà không muốn đứa con thứ ba của mình lại có tỷ lệ được nuôi trong chuồng vậy nên là đã xách hành lý ra đi trước khi rời đi thì bà đem vài hộp đồ ăn tới cho đắc bảo anh giấu đi đắc tất nhiên là không thể không chia sẻ đồ ăn với bầy chó mà anh cũng đã tìm được vài thứ hay ho và tất nhiên là chúng ta đang xét trên hụy quy chiếu là trong chuồng chó ở sau chuồng là nơi mẹ đắc giấu những quyển tạp chí vì lý do gì đó cùng một cái lỗ nhỏ để anh có thể nhìn được thế giới bên ngoài việc mẹ của đắc rời đi thì nghe bảo là khiến lão già đau khổ phết thằng anh trai thì tới đổ tội bảo là vì đắc mà mẹ mới rời đi đồng thời thở ra vài câu tôn giáo đắc thì cũng không quan tâm lắm mà chỉ mỉm cười khi nhận ra gót viết ngược lại là doc. thôi hôm nay thế là đủ evelyn trở về nhà nơi mẹ cô hỏi về tên chồng vũ phu và nghiện ngập của cô hắn đã bị tòa án cấm lại gần hai mẹ con và đáng nhẽ giờ phải ở trong trại cai nghiện. Tuy nhiên thì dạo này lại cứ lảng vảng gần đây. Sáng hôm sau, Evelyn tới nhà của Doc lấy đồ cho anh nơi cảnh sát đang làm việc với đống xác chết ngổn ngang. Sau đó thì Evelyn còn mua đồ uống tới. Vẫn chưa quyết định về việc Doc sẽ được đưa vào tù hay là viện tâm thần nên là ta tiếp tục câu chuyện. Sau một thời gian dài ở trong chuồng chó thì Doc cũng chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Anh cảm thấy vui khi mà ngắm nhìn những chú chó con vừa ra đời. Cơ mà không may bị thằng anh trai bắt gặp lại chạy về mách bố. Ông bố vác ra khẩu súng săn, Doc ra sức chặn cửa gào thét như một con thú và thú thì phải được thưởng cho một phát đạn đắc mất một ngón tay thằng anh thuyết phục được ông bố vào nhà rồi quẳng cho đắc chiếc khăn đắc băng bó vết thương đút ngón tay của mình vào một cái túi cậu sai một chú chó nhỏ chui qua lỗ hổng mà phát đạn lão già để lại để đi tìm xe cảnh sát rất may là chú chó đã làm được cảnh sát nhanh chóng tới bao vây căn nhà bắt giam ông bố và anh trai của đắc chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trong chuồng chó một nữ cảnh sát rút điện thoại ra alo là ơn gọi xe cứu thương cha xứ và một xe buýt hai tầng có logo liverpool bác sĩ đến phát đạn trước đó đã dội vào tường và trúng ngay cột sống của đắc điều đó đã biến anh thành người đi rừng của t 1 vị trí của viên đạn thì như ra tháng 8 quá nhạy cảm thế nên là bác sĩ không dám mạo hiểm loại bỏ viên đạn dẫn tới việc giờ đắc chỉ có thể bước đi nhờ vài thiết bị hỗ trợ cơ mà nó sẽ dẫn tới viêm tủy xương nên là không được khuyến khích lắm về phân bố của đắc thì lão bị kết án 20 năm tù nhưng đã tự sát sau 2 tuần chắc là vì không giỏi sống trong lồng như đắc thằng anh trai thì bị kết án 12 năm cải tạo tốt nên giảm án còn 8 năm ngày hắn ra tù một chú chó của đắc đã đứng sẵn nó đuổi theo hắn ta rồi vài chú chó nữa cũng gia nhập cuộc vui anh của đắc nhận ra là có gì đấy không ổn cố bỏ chạy nhưng mà phi ngay vào ngõ cụt không phải lũ chó đã xử lý anh ta mà chúa đã giải thoát hắn ta khỏi tư bản trở lại với đắc thì sau khi rời khỏi cái lồng chó anh được đưa tới một trại cải tạo cho tội phạm vị thanh niên cơ mà nói cũng không vui lắm anh không thể kết bạn tại vì ở đây toàn những cậu trai mang những vết sẹo cuộc đời và lý do chính thì là ngồi xe lăn thì không thể làm tiền đạo cánh được nên là đắc lủi thủi suốt ngày trong thư viện rồi anh gặp được sama một nhân viên làm việc tại nơi này cô là một sức con chính hiệu tăng động và hay làm nhảm mấy câu mà chả ai hiểu cái gì lại còn mắt lác cơ mà điều đó làm đắc bị thu hút sama dạy cho đắc cách trang điểm rồi dẫn anh lên sân khấu diễn cùng mình cùng nhau hai người đã diễn vô số vở kịch cho đám trẻ em xem đó là lần đầu mà đắc được thể hiện bản thân anh cảm thấy mình như được sống lại đắc thì rõ là yêu sama nhưng mà chưa kịp nói ra thì cô đã rời đi tài năng của cô được một nhóm kịch để ý tới đắc thì vẫn luôn dõi theo sama anh cắt mọi bài báo có liên quan đến cô và gắn chúng vào một quyển sách ngay sama được biểu diễn ở nhà hát broadway đắc đã ở đó để tận mắt chứng kiến sự thành công của cô Đây là một cái là anh không thể đứng vỗ tay như những người khác nhưng may là đắc vẫn có thể hỏi bảo vệ và được gặp sama trong vòng thay đồ sama vui mừng khi gặp đắc hỏi là anh đã làm gì trong thời gian qua đắc kể là đã trải qua nhiều kỳ thi học đại học online và lấy được một tấm bằng cử nhân khoa học không quá bất ngờ khi luận văn của anh là nghiên cứu về loài chó tặng cuốn sách cho sama cô xúc động tặng lại cho đắc một nụ hôn cơ mà có lẽ là anh nên đổi sang hâm mộ nguyễn bính thay vì shakespeare tại vì là sama đã lấy chồng năm trước mất rồi thậm chí là cô còn đang mang thai đắc nghẹn ngào nói lời chúc mừng rồi lan bánh về phía sau để thấy em rõ hơn tối đó đắc trở lại cái trung tâm cứu hộ anh đã làm việc 5 năm nay rồi nghĩ lại là sao mà anh có thể xứng đáng với sa mà được cô ấy lớn tuổi xinh đẹp và thành công còn anh thì chỉ là cái thằng không thể tự đứng lên thay bóng đen đắc tự đấm đôi chân của mình đấm mấy cái lồng quẳng luôn chiếc xe lăn rồi ngã xuống đất một chú chó tìm cách mở được cửa lồng gọi cả bầy tới nằm cạnh anh thất tình nên là đắc lấy kéo tỉa lông chó để cắt tóc vài ngày sau đắc hay tin thống đốc mới vừa đề ra chương trình cắt giảm chi phí nơi này bị buộc phải đóng cửa lũ chó sẽ được chuyển tới nơi khác tuy nhiên thì đắc quyết định dẫn bầy chó theo mình tới sống tại một căn nhà bỏ hoàng tối thì đọc sách của Caesar milan cho lũ chó nghe nhưng cái vấn đề bây giờ là anh cần tiền và tấm bằng cử nhân thì chấp cánh cho ước mơ chứ không giúp anh đi lại và có thể đi làm bình thường được không nơi nào chấp nhận cho đắc làm việc cả kể cả t 1 rồi anh tới một câu lạc bộ nơi các drag queen đang có buổi luyện tập đưa ra một lời đề nghị quản lý sợ là để một người khuyết tật lên sân khấu thì sẽ làm khán giả tụt mút tuy nhiên thì đắc đứng lên và bảo là mình có thể đứng để hát đủ một bài hát thấy sự nỗ lực của đắc thì mọi người xin quản lý cho anh một cơ hội tối thứ sau hôm đó đắc hóa thân thành một phu nhân người pháp mới hát được hai câu đã khiến khán giả bất ngờ cũng có phọt một tí nước bọt vào mic nhưng mà không sao màn trình diễn của đắc khuấy động cả đám đông cơ mà diễn xong thì đắc không đứng vững nổi cười quần quẻ cứu tấm rèm được kéo lại vài đồng nghiệp lăn xe ra đỡ đắc sau buổi debut vô cùng thành công quản lý thuê anh tới hát mỗi tối thứ sáu mỗi tuần thì đắc lại mong chờ để có thể tới câu lạc bộ nhưng mà dường như đó chỉ là sở thích chứ không đủ tiền trang trải vậy nên đắc còn công việc khác là cung cấp dịch vụ chó bảo vệ cho mọi người sau đó thì đắc nhận ra những chú chó của mình có thể làm nhiều hơn thế chúng gần như có thể hiểu được lời của anh thế là đắc cho những chú chó đi trộm đồ từ những căn nhà giàu có đầu tiên là một chú chó nhỏ vào mở cửa cho các chú chó khác đắc thì gọi đấy là sự phân bố lại của cái cơ mà anh phải dừng lại khi gặp được một người đây là thanh tra Ackerman trước thì thích chém titan nhưng mà bây giờ thì quay về bán bảo hiểm hôm nay một người phụ nữ khá là máu mặt gọi ông ta tới nhà để nhờ điều tra về chiếc vòng cổ mất tích của mình sau khi dự bữa tiệc của liên hợp quốc thì một giờ bà trở về nhà tháo chiếc vòng cổ và đặt nó lên bàn trang điểm như mọi khi thế tại sao bà lại không để nó vào kết sắt tại vì tôi còn phải để răng giả trong đấy thế trong nhà có hai chú chó Ackerman hỏi xem người phụ nữ có nghe thấy tiếng chó sủa không không tôi ngủ rất chập chờn nếu mà có thì tôi đã biết thế bà phát hiện chiếc vòng mất lúc mấy giờ ờ thì một giấc từ 1 giờ tới 7 giờ thì cũng không gọi là chập chờn đâu bro ạ căn nhà có camera nhưng mà chỉ lắp đặt bên ngoài ackerman xin cam về để xem xét trên camera thì anh ta phát hiện ra một vài chú chó trong đó có một con ngậm thứ gì đó trông khá giống chiếc vòng cổ trùng hợp thì là lại có khá nhiều cuộn băng ghi hình tương tự những ngôi nhà bị trộm bởi lũ chó và lũ chó thì tập hợp đồ lên một chiếc xe thông qua biển số ackerman tìm ra được chủ nhân của chiếc xe anh đến quán bar hôm đắc có buổi trình diễn thế trên cổ đắc là những trang sức đã bị trộm buổi biểu diễn kết thúc ackerman xin được một suất vào phòng thay đồ với tư cách là fan hâm mộ mời đắc đi ăn tối nhưng mà anh bảo là bận về chăm con ackerman lần theo chiếc taxi của đắc về nhà cuối hành lang là một chú chó doberman ackerman rút súng đắc nhìn thấy anh qua camera nên mở cửa cho anh vào rồi ra lệnh cho các chú chó vào vị trí tiếp khách ackerman xông vào khẳng định mình có những clip chứng minh đắc huấn luyện chó đi ăn trộm đắc đọc cho anh ta mật khẩu két sắt nơi anh để đống trang sức khẳng định tiền chưa bao giờ là mục đích chính của mình đắc đề nghị ackerman ngồi xuống thưởng thức bữa tối ackerman thì ngồi xuống thật nhưng bất ngờ bị một con chó ngoạm vào cái tay cầm súng thì và thế là ngày mai bầy chó đã có bữa sáng. Evelyn cảnh báo rằng những việc Đắc đang nói ra có thể là bằng chứng để tòa tuyên án tử hình. cơ mà Đắc thì cũng không quan tâm lắm. tiếp tục câu chuyện sau khi kiếm được tiền, Đắc đã có thể sửa sang lại toàn bộ nhà cửa. đây là Hoan người đã giúp Đắc lắp đặt các thiết bị điện. hôm nay để cậu ta mang tới một chú chó bị bỏ rơi và nhờ Đắc chăm sóc. ngoài ra thì còn một vấn đề nữa là có một băng nhóm trong thị trấn này đang gây áp lực lên các cửa hàng trong khu phố để thu tiền bảo kê. trong đó thì có Martha bà chủ của một tiệm giặt ủi thường xử lý đống quần áo của Đắc. anh bảo với Hoan rằng mình sẽ xử lý đắc lập tức tới trước cửa hang ổ của băng nhóm kia cầm đầu chúng là kẻ có biệt danh người hành quyết đang thưởng thức bữa ăn thì một chú chó nhảy lên bàn thả xuống chiếc điện thoại vừa cầm lên nghe đắc nói vài câu thì hắn bị một chú chó khác ngoạm vào lukaku đắc cho người hành quyết hai lựa chọn một là tạm biệt cơ hội làm bố và hai là để yên cho tiệm giặt của ma thỏa thuận thành công đắc bảo hắn trả điện thoại cho chú chó rồi rút lui nhưng mà người hành quyết không tôn trọng thỏa thuận hắn lần ra được hoan theo lời chỉ dẫn của cậu tới tòa nhà bỏ hoang và cậu ta luôn đắc đang nghe nhạc chiêu chiêu thì tiếng đạn làm anh giật mình bảo lũ chó vào vị trí tiếp khách rồi mình thì chạy đi lấy súng ở bên ngoài người hành quyết bảo đàn em đi truy tìm đắc một tên nhìn qua một cái lỗ nhỏ bị đám chó lôi vào sâu xé một tên chạy vào nhà vệ sinh bị một chú chó nhả dây điện hở xuống nước có thằng thì lọt bẫy có thằng thì bị shot căn của đắc bắn tuy nhiên thì anh cũng đã bị người hành quyết cho phát đạn lết được về căn phòng và ngồi trên chiếc xe lăn tên chùm cầm khẩu lục tiến vào tao tưởng là chúng ta đã có thỏa thuận mẹ kiếp đấy là lý do mà chó đáng tin hơn người tên chùm chĩa súng về đắc tuy nhiên thì hôm nay thần linh có vẻ thích thịt người hơn thịt chó người hành quyết bị sâu xé tới chết sau đó thì đắc đưa đàn chó lên xe tẩu thoát nhưng bị cảnh sát tóm được trước khi được đưa về đồn đắc ra lệnh cho bầy chó chạy đi với ngân đó bằng chứng thì đây sẽ là án tử cho đắc Evelyn hỏi đắc là tại sao lại nói hết với cô đắc trả lời là do cả hai người có một thứ giống nhau là pain Đau ấy. sau khi Evelyn rời đi, bầy chó tổng tấn công trụ sở cảnh sát. một chú chó ngoạm lấy chìa khóa đem tới phòng cho Đắc. đối diện sở cảnh sát là một nhà thờ. Đắc rời chiếc xe lăn tiến tới, tuyên bố mình tới đây vì Chúa, rồi ngã xuống bên cạnh đám chó và chết. Evelyn thì về nhà, để ý bên ngoài có một chú chó Doberman đang canh giữ ngôi nhà của cô. và đó là những gì đã xảy ra trong Dogman. rất là vui vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. xin chào và hẹn gặp lại.